Dạ, đây cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là vấn đề dinh dưỡng. Thì là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân về các bệnh đái tháo đường thì chúng tôi cũng muốn được nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Bích Nga về vai trò của dinh dưỡng nó hỗ trợ như thế nào trong việc điều trị bệnh đái tháo đường ạ. Dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều trị đái đường. Có thể nói điều trị bệnh đái đường phải có cái kiêng ba chân. Thứ nhất là về dinh dưỡng, thứ hai là tập luyện và thứ ba là thuốc men. Thế thì do vậy mà dinh dưỡng đóng góp một phần không nhỏ trong cái việc điều trị đái tháo đường. Ngoài cái việc đóng góp về trong việc điều trị thì dinh dưỡng cũng đóng góp một phần rất là lớn trong cái việc phòng ngừa đái tháo đường. Chính vì vậy mà đối với bệnh nhân đái đường, nếu như chỉ dùng thuốc không thôi thì không không thể nào mà có thể là kiểm soát được bệnh tốt và phòng tránh được các biến chứng. Chính vì vậy mà dinh dưỡng rất là quan trọng. Về chế độ dinh dưỡng như thế nào thì sẽ tùy vào từng bệnh nhân, thì sẽ có các cái tất nhiên nó sẽ có một cái nền chung, còn lại với mỗi bệnh nhân thì sẽ có cái cá thể hóa cho từng người trong cái phần dinh dưỡng của bệnh nhân. Bạn có biết đái tháo đường là căn bệnh giết người số 1 nếu không được kiểm soát? Tuy nhiên, với một chế độ ăn, dùng thuốc và vận động hợp lý, bạn có thể chung sống hòa bình với căn bệnh này. Tiểu đường là gì? Trong cơ thể, tuyến tụy có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Khi tuyến tụy bị suy yếu, dẫn tới khả năng kiểm soát đường bị suy giảm. Người bệnh ăn các thức ăn có hàm lượng đường cao gây tăng đường huyết quá mức không kiểm soát. Có nên tránh các thực phẩm chứa đường hay không? Nếu bạn không sử dụng thực phẩm chứa đường sẽ dẫn tới hạ đường huyết, một biến chứng còn nguy hiểm hơn cả tình trạng tăng đường huyết. Vậy như thế nào là một chế độ ăn hợp lý? Bạn phải đảm bảo cân bằng đủ các yếu tố dinh dưỡng như đạm, đường, béo cùng các nhóm vi chất. Lựa chọn các thực phẩm tốt cho sức khỏe có chỉ số đường huyết thấp. Chỉ số đường huyết chính là thước đo khả năng tăng đường huyết của sản phẩm và được chia làm 3 mức: thấp từ 0 cho đến 55, trung bình 56 tới 70, cao trên 70. Bạn nên ưu tiên sử dụng các nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và hạn chế các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Các thực phẩm tốt cho người tiểu đường có thể kể đến như gạo lứt, thực phẩm có nhiều chất xơ, thịt cá và protein, dầu có nguồn gốc từ thực vật, hoa quả và sữa có chỉ số đường huyết thấp. Các thực phẩm nên hạn chế cho người tiểu đường: mỡ, nội tạng động vật, rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo các loại quả sấy khô, đồ hộp, thịt hộp, pate, xúc xích, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Cùng một chế độ ăn hợp lý, có thể kết hợp thêm sản phẩm glucagon, dinh dưỡng cân bằng chuyên biệt cho người tiểu đường. Được nghiên cứu chứng minh lâm sàng tại Đại học Sydney, Úc là sản phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp kiểm soát đường huyết, khuyên dùng cho người tiểu đường. Hơn nữa, glucagon bổ sung béo nguồn gốc từ thực vật, bufa tốt cho tim mạch, cùng hệ antioxidant giúp giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe. Dầu chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu đường vào máu, ổn định tiêu hóa, hạn chế táo bón. Đặc biệt, không chứa đường lactose, không gây tiêu chảy cho người không có thói quen dùng sữa. Để đạt hiệu quả tốt nhất, người bệnh tiểu đường nên bổ sung từ 1 tới 3 ly sữa glucagon mỗi ngày thay cho bữa chính hoặc sử dụng như bữa phụ. Sử dụng trước hoặc sau khi tập thể dục buổi sáng, giữa buổi sáng vào lúc 9 giờ hoặc giữa buổi chiều 3 giờ. Có thể uống trước khi đi ngủ 30 phút để tránh hạ đường huyết về đêm. Được xem là giải pháp dinh dưỡng mới cho người bệnh tiểu đường, glucagon là một trong những sản phẩm thương hiệu quốc gia về dinh dưỡng y học năm 2018, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 22000-2005 và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn quốc gia GMP Hazard. Bị đái tháo đường không có nghĩa là bạn phải ngưng tận hưởng cuộc sống. Để sống lâu và khỏe mạnh hơn cùng bệnh đái tháo đường, bạn nên duy trì một lối sống lành mạnh cùng một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Với Glucagon, chung tay đẩy lùi đái tháo đường.